quân Nga tiến vào Torres, giao tranh ác liệt giành nhau từ ngôi nhà. Nga có thể đòi Ukraine bồi thường thiệt hại do xung đột quân sự. Lực lượng Hezbollah ngăn chặn các động thái quân sự của Israel tại Liban. Chỉ huy mất tích của đơn vị Quds Iran vẫn khỏe và sắp nhận huy chương. Thấy gì khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tiết lộ về việc sở hữu súng? Thái Lan cảnh báo lũ lụt ở thủ đô Bangkok và các tỉnh miền Trung. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, tờ Pravda ngày 9 tháng 10 đưa tin, quân đội Nga tiếp tục tiến vào khu vực đô thị Toresk, tỉnh Donetsk, nơi những trận chiến dữ dội đang diễn ra. Bà Anastasia Bobovnikova, người phát ngôn của nhóm tác chiến và chiến thuật Lugansk, trên bản tin Trung Quốc gia 24 tháng 7 cho biết, tình hình vẫn ổn định, chúng tôi đang giữ chân kẻ thù ở thành phố Tsenchana. Tuy nhiên, cuộc chiến trong thành phố diễn ra rất ác liệt. Ở một số khu vực, lực lượng Nga phá vỡ hàng phòng thủ của chúng tôi và chúng tôi phản ứng bằng cách tiêu diệt và đẩy lùi họ. Ở một số địa điểm, họ có thể chiếm được một vài tòa nhà cụ thể, nhưng chúng tôi cũng nhanh chóng đẩy lùi họ, do đó tình hình có thể thay đổi đáng kể chỉ trong vài giờ. Bà Bobovnikova cũng cho biết quân đội Nga đang cố gắng tấn công các vị trí của Ukraine ở khu vực Chasovia, New York và mặt trận Severodonetsk bằng chiến thuật đơn vị nhỏ. Bình luận về chiến thuật của người Nga, bà Bobovnikova lưu ý rằng họ chủ yếu tấn công theo nhóm 3 đến 5 người và rất hiếm khi triển khai bất kỳ thiết bị nào. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng các đơn vị bộ binh chính quy, lực lượng đặc nhiệm và pháo binh Nga đang giao tranh với lực lượng phòng thủ của Ukraine ở khu vực đó. Bà Bobovnikova thông tin thêm rằng quân Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông của thành phố Torres và đã tiến nhẹ theo hướng một trong những con đường hướng về mỏ Tsenchana. Trong khi đó, nguồn tin của TASS tiết lộ quân đội Ukraine đã phải rút lui về vùng ngoại ô phía tây của Torres. Lực lượng Nga hiện đang truy quét những cứ điểm còn sót lại của đối thủ ở trung tâm thành phố này. Cùng ngày, Vadim Filaskin, trưởng ban quản lý nhà nước tỉnh Donetsk, thông báo rằng tại thành phố Torres, nơi không có một tòa nhà nào nguyên vẹn, có khoảng 1.200 cư dân từ chối sơ tán. Bloomberg dẫn lời các quan chức gần gũi với NATO ngày 9 tháng 10 cho biết các đồng minh của Ukraine không loại trừ khả năng Tổng thống Volodymyr Zelensky sẵn sàng nới quan điểm của mình về các điều khoản chấm dứt xung đột với Nga. Mặc dù Tổng thống Zelensky tiếp tục kiên quyết yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn và Ukraine gia nhập NATO, đồng thời loại trừ bất kỳ cuộc mặc cả nào về chủ quyền hoặc lãnh thổ, nhưng mùa đông đang đến gần và sự hỗ trợ giảm sút của phương Tây đang buộc Kiev phải thừa nhận rằng cơ tàn đã cận kề. Tổng thống Zelensky có thể có quan điểm linh hoạt hơn trong việc kết thúc chiến tranh, bất chấp những tuyên bố công khai của ông. Tổng thống Zelensky dự định trình bày kế hoạch chiến thắng của mình tại cuộc họp Ramstein với các đồng minh ở Đức vào ngày 12 tháng 10. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định hoãn chuyến đi do bão Milton. Bloomberg lưu ý rằng, trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky, kế hoạch này đã được tiếp nhận một cách hờ hững. Theo một nguồn thông tin, Washington đã yêu cầu Kiev xây dựng lộ trình cho năm tới, kể cả hỗ trợ quân sự và tài chính. Tổng thống Zelensky đã hứa sẽ công bố mọi chi tiết của kế hoạch sau khi trình bày với các đồng minh của mình. Theo quan chức, Tổng thống Biden đang chịu áp lực phải cho Kiev lời mời rõ ràng về việc gia nhập Liên minh NATO. Mặc dù khó có khả năng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ làm điều này, nhưng đề xuất như vậy được coi là cơ hội tiềm tàng cho bất kỳ cuộc đàm phán nào có sự tham gia của Điện Kremlin. Trong cuộc thảo luận về các khía cạnh của xung đột Nga-Ukraine với tờ báo Izvestia vào ngày 9 tháng 10, nhà ngoại giao cấp cao của Nga Rodion Mirosnik đã tiết lộ rằng sau chiến thắng quân sự cho Ukraine, Moscow có thể xem xét yêu cầu Kiev phải bồi thường thiệt hại cho Nga. Ông Mirosnik giải thích, phần lớn công việc đánh giá này được thực hiện ở cấp tỉnh, nhưng chính quyền trung ương của Nga sẽ điều phối việc thu thập dữ liệu. Các thiệt hại được xem xét bao gồm thiệt hại gây ra cho nền kinh tế Nga, các doanh nghiệp và cá nhân. Theo ông Mirosnik, những bước tiến của Nga trên chiến trường sẽ cho phép họ hình thành các yêu sách và thảo luận những cơ chế thực tế cho việc đền bù tổn thất. Báo Izvestia dẫn một số ước tính của các tỉnh Nga về thiệt hại có thể do Ukraine gây ra, với giá trị dao động từ khoảng 200 triệu đô la Mỹ ở tỉnh Belgorod cho tới 145 tỷ đô la Mỹ ở Crimea, mức cao nhất. Chính quyền Ukraine đã cắt điện nước cung cấp cho bán đảo Crimea sau khi người dân ở đây được cho là đã lựa chọn gia nhập Nga.
Sự kiện UAV tàng hình S-700 Okhotnik, thế hệ mới nhất của Nga bị bắn hạ và rơi trên đất Ukraine đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ các chuyên gia quân sự trên khắp thế giới, trong đó khía cạnh bí mật công nghệ được lưu tâm đặc biệt. Trong một bài phân tích đăng tải trên cổng thông tin The War Zone mới đây, chuyên gia quân sự Taylor Rogoway đã đưa ra một số nhận xét về số phận của những mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái tấn công hạng nặng này. Theo vị chuyên gia, mảnh vỡ của máy bay không người lái tấn công tàng hình thế hệ mới nhất của Nga khi được tình báo các nước phương Tây thu giữ sẽ trở thành một phát hiện quan trọng và có giá trị đối với họ. Ông Rogoway thậm chí còn nhận định rằng chắc chắn những phần còn lại của chiếc UAV tuyệt mật do Nga chế tạo đã nằm trong tay các chuyên gia quân sự phương Tây khi lực lượng tình báo kỹ thuật không thể bỏ lỡ cơ hội vô cùng quý giá này. Cân nhắc lại, chiếc S-700 bị bắn hạ trên bầu trời Konstantinovka thuộc vùng Donetsk, thuộc khu vực do lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát. Những hình ảnh được đăng tải xác nhận việc chiếc Okhotnik bị tiêm kích bay kèm chủ động bắn hạ ở cự ly gần. Nhà báo người Mỹ nhận xét S-70 Okhotnik đang được sử dụng trong chiến đấu như một phần của quá trình thử nghiệm thực tế, nhằm đánh giá chính xác hơn về tính năng kỹ chiến thuật. Về nguyên nhân khiến chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ, tác giả bài viết cho rằng phương Tây đã bị mất quyền kiểm soát và đi chệch hướng theo vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, không loại trừ khả năng bị chiếm quyền điều khiển. Nhận định thêm về tình huống vừa xảy ra, vị chuyên gia cho rằng việc bắn hạ máy bay không người lái nếu chúng mất điều khiển và gây ra mối đe dọa an ninh là điều chẳng có gì bất thường. Không quân Mỹ cũng phải thực hiện thao tác trên khá nhiều lần. Ông Rogoway kết luận, một phương tiện tuyệt mật như máy bay không người lái tàng hình S-70 Okhotnik lọt vào tay Ukraine trong một tình trạng còn nguyên vẹn sẽ là một vấn đề lớn đối với Nga. Vì vậy, có vẻ như họ chưa đưa ra quyết định tiêu diệt nó, mặc dù máy bay đã bị phá hủy. Tuy nhiên, những mảnh vỡ còn lại thì rơi vào tay tình báo phương Tây vẫn sẽ là một vấn đề lớn bởi nó có thể giúp họ khai thác nhiều bí mật công nghệ. Với những gì vừa diễn ra, có lẽ kế hoạch sản xuất hàng loạt S-70 Okhotnik vào cuối năm 2024 như cam kết từ giới chức quân sự Nga sẽ phải hoãn lại nhằm điều chỉnh thiết kế để tránh xảy ra sự cố tương tự và ngăn không cho đối phương tận dụng bí mật đã lộ. Liên quan đến cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong cuộc phỏng vấn gần đây đã tiết lộ rằng bà có sở hữu súng. Điều này có thể khiến một số cử tri ngạc nhiên nhưng lại mang một thông điệp chính trị có chủ đích. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình 60 phút trên CBS News phát sóng hôm 7 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết bà sở hữu một khẩu súng lục Glock, một loại vũ khí do Áo thiết kế, được lực lượng thực thi pháp luật Mỹ ưa chuộng. Khi trò chuyện với người dẫn chương trình Oprah Winfrey, bà Harris cho biết rằng tôi đã có nó trong một thời gian khá dài. Lý lịch của tôi là trong lực lượng thực thi pháp luật. Nếu ai đó đột nhập nhà tôi, họ sẽ bị bắn. Nhà Trắng cho biết bà Kamala Harris sở hữu một khẩu súng lục vì lý do an toàn cá nhân và nó được cất giấu tại nhà riêng của bà ở California. Năm 2019, bà Harris phát biểu với các phóng viên rằng tôi sở hữu một khẩu súng có lẽ vì lý do mà nhiều người khác cũng làm, vì sự an toàn của cá nhân. Tôi là một công tố viên chuyên nghiệp. Trước đó, trả lời trang tin Politico vào năm 2015 tại California, bà Harris cũng tiết lộ bà là một tay súng giỏi, từng bắn súng nhiều lần. Phó Tổng thống Kamala Harris cũng như nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ, chủ trương thúc đẩy ban hành thêm luật để đảm bảo sử dụng súng an toàn, hạn chế tỷ lệ tử vong và thương tích do súng gây ra ở Mỹ. Ngược lại, thành viên Đảng Cộng Hòa muốn ngăn chặn luật này vì cho rằng Đảng Dân Chủ muốn tịch thu súng của người Mỹ và lật ngược tu trình án thứ hai của Hiến pháp, vốn trao cho người Mỹ quyền mang vũ khí. Trong một so sánh, giấy phép mang theo súng của ứng cử viên đối thủ Donald Trump tại New York đã bị đình chỉ vào tháng 4 năm 2023 sau khi ông bị truy tố hình sự. Theo CNN, ông đã giao nộp 2 trong số 3 khẩu súng lục mà ông sở hữu và khẩu thứ 3 đã được chuyển đến Florida. Điện Kremlin mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin ông Donald Trump và Tổng thống Nga Putin đã có 7 cuộc điện đàm sau khi ông Trump rời khỏi Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2021. Bình luận về thông tin được viết trong cuốn sách mới mang tên War, Chiến tranh của phóng viên Mỹ kỳ cựu Bob Woodward, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết điều này không đúng. Theo hãng thông tấn TASS, nội dung trong cuốn sách của ông Woodward có viết ông Trump và ông Putin có thể đã có tới 7 cuộc trò chuyện qua điện thoại kể từ khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Putin kết thúc. Giám đốc truyền thông của ông Trump là Stephen Chuck cũng đã bác bỏ thông tin này. Ông Trump cho biết không có câu chuyện nào trong số những câu chuyện bịa đặt của Bob Woodward là sự thật. Ông Jason Miller, cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng cho biết, tôi chưa nghe về chuyện họ đã trao đổi, tôi phản bác thông tin này.
Tiếp tục chương trình với một số tin tức quốc tế liên quan đến tình hình tại khu vực Trung Đông. Trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban, các thành viên của lực lượng này cho biết đã ngăn chặn hai động thái của quân đội Israel nhắm vào miền nam Liban trong ngày 9 tháng 10. Tuyên bố của Hezbollah nêu rõ các thành viên Hezbollah đã kích nổ một thiết bị nổ nhằm vào các lực lượng Israel và giao tranh với các lực lượng tìm cách vào thị trấn biên giới Blida ở miền đông nam Liban. Một tuyên bố khác nêu rõ các thành viên của Hezbollah đã nhắm mục tiêu vào binh lính Israel bằng pháo kích và súng phóng lựu khi lực lượng này tìm cách tiến vào khu vực biên giới Labone vào 4 giờ 55 phút sáng ngày 9 tháng 10. Khu vực này là nơi có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang đóng quân. Hezbollah cho biết họ đã ngăn chặn một số động thái tương tự như vậy kể từ khi quân đội Israel tiến hành các hoạt động quân sự trên bộ tại Liban vào ngày 30 tháng 9 vừa qua. Ngày 9 tháng 10, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã thông báo với các quốc gia vùng vịnh rằng việc cho phép sử dụng không phận hoặc các căn cứ quân sự chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ là điều không thể chấp nhận, đồng thời cảnh báo mọi động thái như vậy sẽ đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ Iran. Quan chức trên cho biết nước này đã nêu rõ mọi hành động của một nước vùng vịnh chống lại Iran, dù là cho phép sử dụng không phận hoặc các căn cứ quân sự, sẽ bị Tehran xem là hành động của toàn bộ nhóm nước và Iran sẽ đáp trả tương xứng. Quan chức này nhấn mạnh, thông điệp của Iran nhấn mạnh sự cần thiết của việc đoàn kết và tầm quan trọng của việc đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh gia tăng quan ngại về khả năng Israel có hành động đáp trả sau cuộc tấn công tên lửa của Iran hồi tuần trước. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Ả Rập Xê Út và các nước vùng vịnh khác để thảo luận về các tình hình an ninh trong khu vực. Các nhà ngoại giao cho biết Iran đang theo dõi sát sao phản ứng của các quốc gia vùng vịnh trong trường hợp xảy ra xung đột với Israel, cũng như cách mà các căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực được sử dụng. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim ngày 9 tháng 10 dẫn lời một nhân vật cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết chỉ huy đơn vị Quds, ông Ismail Khani, vẫn khỏe và lãnh đạo tối cao Iran, đại giáo chủ Iran Ali Khamenei sẽ trao huy chương Fast cho ông Khani trong ngày tới. Trước đó, Reuters dẫn lời hai quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết cả Tehran và Hezbollah đã không thể liên lạc với ông Khani sau vụ không kích của Israel tại phía nam Beirut vào tuần trước. Ông Khani đã đến Liban sau khi thủ lĩnh Hezbollah Syed Hassan Nasrallah tử vong trong cuộc không kích của Israel vào ngày 27 tháng 9. Ngoài ra, phó chỉ huy lực lượng Quds, ông Iray Masidi, đã phủ nhận thông tin rằng ông Khani bị thương trong quá trình Israel tăng cường không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Ông Khani sinh năm 1957 tại thành phố Mashhad, Iran. Ông gia nhập lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran chỉ một năm sau cuộc cách mạng Hồi giáo vào năm 1979. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông trở thành thành viên lực lượng Quds. Năm 2012, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt ông Khani vào danh sách các cá nhân Iran bị trừng phạt. Cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine mới đây cho biết họ đã tiếp nhận các báo cáo sơ bộ rằng hàng chục người Palestine có thể đã thiệt mạng tại trại tị nạn Jabalia và các khu vực khác thuộc phía bắc dải Gaza. Tuy nhiên, họ không thể tiếp cận những trường hợp này vì các hoạt động quân sự của Israel. Liên Hợp Quốc cũng cho biết không có nơi nào an toàn để di tản tại Gaza. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, người đứng đầu Cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine, ông Philip Lazzini cho biết ít nhất 400.000 người đang mắc kẹt trong khu vực. Các lệnh sơ tán gần đây mà quân đội Israel đưa ra buộc mọi người phải di tản một lần nữa, đặc biệt là từ trại tị nạn Jabalia. Nhiều người từ chối vì họ biết rõ không còn nơi nào an toàn ở Gaza. Ông Lazzini cho biết thêm rằng một số nơi trú ẩn và dịch vụ của Cơ quan Liên Hợp Quốc cứu trợ người tị nạn Palestine đã bị buộc phải đóng cửa lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Với việc hầu như không có nguồn cung cấp cơ bản nào, nạn đói đã lan rộng trở lại ở phía bắc Gaza. Chiến dịch quân sự gần đây cũng đe dọa đến việc thực hiện giai đoạn thứ hai của chiến dịch tiêm vaccine ngừa bại liệt cho trẻ em. Israel hiện chưa phản hồi sau thông tin trên. Nối tiếp chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 9 tháng 10, Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia của Thái Lan cảnh báo người dân sống dọc theo ba con sông chính ở các tỉnh lưu vực miền Trung chuẩn bị ứng phó với tình trạng nước sông tràn bờ từ ngày 13 tháng 10 tới đây do tác động của thủy triều dâng ngoài biển. Phó phát ngôn viên của Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia, ông Thanarot Wararapasos cho biết các sông Chao Phraya, Thái Chin và Mekong có khả năng sẽ tràn bờ từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 10, mặc dù nước lũ từ tỉnh thượng nguồn đang chảy chậm hơn vào lưu vực Chao Phraya.
Ông Thanaros cũng cho biết nước lũ từ phía Bắc kết hợp với sóng biển dâng cao có thể gây ra lũ lụt ở các khu vực thấp hơn dọc theo ba con sông kể trên, đặc biệt là những khu vực nằm ngoài đê chắn lũ. Các tỉnh bị ảnh hưởng sẽ là Samutprakarn, Bangkok, Nonthaburi, Pathumthani, Samut Sakhon, Nakhon Pathom và Samut Songkram. Tính đến ngày 9 tháng 10, đập Chao Phraya ở tỉnh Chai Nat đã xả nước với tốc độ cực đại là 2.200 mét khối trên giây. Ông Thanaros cho biết văn phòng sẽ phối hợp với các tỉnh trưởng của những tỉnh hạ lưu đập Chao Phraya để kiểm tra xem địa phương của họ có bị ảnh hưởng do lưu lượng nước hiện tại là 2.200 mét khối trên giây hay không. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Minton đã đổ bộ gần Sikeski, Florida với cường độ bão cấp 3, sức gió 193 km/h. Theo CNN, cơn bão này dự kiến xảy ra tình trạng dâng nước biển đe dọa tính mạng người dân Mỹ. Mưa lớn và gió phá hủy cả những nơi gần và xa tâm bão đổ bộ. Bão Minton cũng sẽ duy trì cường độ bão khi di chuyển qua miền trung Florida cho đến sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương. Minton là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Mỹ trong năm nay, bên cạnh bão cấp 1 Debby, bão cấp 2 Francis và bão cấp 3 Helene. Năm nay có nhiều cơn bão đổ bộ vào Mỹ hơn so với tổng số cơn bão từ năm 2021 đến năm 2023 cộng lại. Trường gió của bão Minton đã tăng gấp đôi về quy mô kể từ hôm 9 tháng 10, nghĩa là tác động thảm khốc của nó đang lan ra trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều. Sức gió của cơn bão nhiệt đới này cũng dự kiến sẽ bao phủ toàn bộ chiều rộng của bán đảo Florida và kéo dài từ Miami đến Savannah. Khi cơn bão Minton sắp đổ bộ, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã cảnh báo người dân rằng đã đến lúc trú ẩn tại chỗ. Ông DeSantis cho biết trong một bài viết trên X, khi cơn bão Minton đổ bộ gần hạt Sarasota, bây giờ là lúc trú ẩn tại chỗ. Những người làm công tác cứu hộ đã được bố trí và sẵn sàng lên đường ngay khi điều kiện thời tiết cho phép. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ sẽ được thực hiện liên tục để giải cứu người dân trước bình minh và sẽ tiếp tục cho đến khi hết thời gian. Những cơn gió mạnh của bão Minton đang gây thiệt hại cho hàng trăm nghìn người dân Florida. Theo PowerOutage.us, hơn 100.000 ngôi nhà và doanh nghiệp trong tiểu bang không có điện. Tình trạng mất điện sẽ tiếp tục gia tăng khi Minton di chuyển khắp tiểu bang trong đêm. Video từ những người theo dõi ở Florida cho thấy những tia chớp màu xanh có vẻ như là máy biến áp đang phát nổ, một dấu hiệu cho thấy tình trạng mất điện sắp xảy ra ở một số nơi. Lũ lụt lớn hiện đang xảy ra ở Naples khi bão Minton khiến mực nước dâng lên hơn 1,1 mét so với bình thường. Bằng cách nào đó, khu vực gần sân bay quốc tế của thành phố vẫn có điện. Mỗi giây nó vẫn dường như là một điều kỳ diệu trong cơn mưa gió này. Tại Fort Myers, cơn bão cũng đang dâng lên đạt 0,9 mét so với bình thường. Mực nước ở cả hai địa điểm trên đều đã tăng hơn 30cm trong 2 giờ qua. Một cảnh báo lũ quét ban hành tại Tampa, St. Petersburg và Clearwater. Thống đốc Ron DeSantis cho biết ít nhất 19 cơn lốc xoáy đã được xác nhận tại Florida và 116 cảnh báo lốc xoáy đã được ban hành trên toàn tiểu bang. Thưa quý vị, tại Washington và một số nước phương Tây, thái độ đang thay đổi. Từ quyết tâm rằng xung đột chỉ có thể kết thúc khi quân đội Nga bị đẩy lùi khỏi Ukraine sang sự thừa nhận miễn cưỡng rằng một giải pháp đàm phán giữ nguyên phần lớn đất nước có lẽ là tốt hơn. Ukraine đang bước vào mùa đông thứ ba của cuộc xung đột với tâm trạng u ám hơn bao giờ hết. Ở phía đông, quân đội của họ đang mất dần lãnh thổ trước các cuộc tiến công dữ dội của Nga, mặc dù Moscow cũng phải chịu tổn thất nhất định. Với một nửa sản lượng điện bị tổn thất, người dân Ukraine phải sống trong cảnh nhiều giờ trong ngày không có ánh sáng hoặc lò sưởi. Tại Washington và một số nước phương Tây, thái độ đang thay đổi. Từ quyết tâm rằng xung đột chỉ có thể kết thúc khi quân đội Nga bị đẩy lùi khỏi Ukraine sang sự thừa nhận miễn cưỡng rằng một giải pháp đàm phán giữ nguyên hiện trạng có lẽ là hy vọng tốt nhất. Tuy nhiên, Kiev đang không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, ngay cả để đạt được mục tiêu thu hẹp đó. Triển vọng của Ukraine có thể bị phủ bóng bởi khả năng ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng tới và tìm cách nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột như ông đã cam kết. Một số quan chức Mỹ và châu Âu hy vọng ông Trump ít nhất có thể bị ngăn cản, không ép Kiev ký một thỏa thuận bất lợi với Moscow, bởi điều này sẽ gây ra rủi ro nghiêm trọng cho an ninh trong tương lai của châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, trước tình hình Trung Đông leo thang căng thẳng, ngay cả một số nước phương Tây trước đây khăng khăng đòi đánh bại Tổng thống Vladimir Putin về mặt quân sự cũng đang điều chỉnh lại mục tiêu của họ.
Các quan chức Kiev cũng bày tỏ lo ngại kín đáo rằng họ thiếu nhân sự, hỏa lực và sự hỗ trợ từ phương Tây để khôi phục tất cả lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Đã có những cuộc thảo luận kín về một thỏa thuận, trong đó Moscow vẫn giữ nguyên quyền kiểm soát trên thực tế với 1/5 lãnh thổ ở Ukraine, mặc dù chủ quyền của Nga không được công nhận, trong khi phần còn lại của đất nước được phép gia nhập NATO hoặc được đưa ra những đảm bảo an ninh tương đương. Dưới sự bảo trợ đó, họ có thể tái thiết và hội nhập với EU giống như Tây Đức trong chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, kịch bản này dựa trên những giả định đầy tham vọng. Một là Mỹ và đồng minh phải chuẩn bị trao tư cách thành viên NATO hoặc những đảm bảo cần thiết cho Ukraine. Song thực tế là cho đến nay họ vẫn do dự trao cho Kiev một lộ trình ràng buộc với liên minh. Điều này sẽ đòi hỏi việc triển khai lực lượng khổng lồ và tốn kém của Mỹ cũng như các đối tác, đồng thời đặt họ vào tình thế nguy hiểm như trong chiến tranh lạnh. Giả định thứ hai là Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể bị thuyết phục để đàm phán và chấp nhận một kịch bản như vậy. Tuy nhiên, việc ngăn cản Ukraine gia nhập NATO là một trong những mục tiêu rõ ràng của ông. Phương Tây và Ukraine cũng nghi ngờ về việc ông Putin có động cơ đàm phán để đổi đất lấy hòa bình, trong khi ông tin rằng các lực lượng của mình vẫn có thể mở rộng thành quả. Mới đây, ngày 7 tháng 10, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết trong hơn 2 năm rưỡi xung đột ở Ukraine, Điện Kremlin đã đưa ra một kế hoạch khả thi nhằm chấm dứt giao tranh và sửa chữa cấu trúc an ninh châu lục. Theo đó, kế hoạch của Nga đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ nhượng bộ đáng kể các khu vực của Donetsk, Kherson, Lugansk và Zaporizhia mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm 2022 sau một cuộc trưng cầu ý dân, cùng với bán đảo Crimea, Nga sáp nhập năm 2014. Kiev cũng sẽ phải từ bỏ mong muốn trở thành một thành viên NATO và tiến hành một số biện pháp khác mà Tổng thống Zelensky và một số đối tác phương Tây bác bỏ, trong đó có Mỹ. Ngoại trưởng Nga cũng cảnh báo những hậu quả nguy hiểm mà phương Tây có thể đối mặt nếu tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine thay vì ủng hộ giải pháp Nga đề xuất. Hiện nay, như chúng ta thấy, việc khôi phục hòa bình không phải là một phần trong kế hoạch của đối phương. Ông Zelensky vẫn chưa thu hồi sắc lệnh cấm đàm phán với Nga. NATO cung cấp sự hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kiev để xung đột tiếp diễn. Họ đang thảo luận về việc cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Đùa với lửa theo cách này có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm, ông Lavrov nói. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày một kế hoạch chiến thắng tại Washington vào tháng trước nhằm thuyết phục các đồng minh của Kiev ủng hộ vị thế của mình về mặt quân sự và ngoại giao, đồng thời buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông Zelensky đã ra về tay trắng với hai yếu tố chính, đó là tiến triển gia nhập NATO và việc Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Giới quan sát phương Tây cho rằng, dù mục tiêu là giành chiến thắng hoàn toàn hay đưa Nga vào bàn đàm phán, thì các nước phương Tây đều cần củng cố vị thế của Ukraine. Điện Kremlin chỉ có thể bị thúc đẩy vào các cuộc đàm phán về một thỏa thuận làm hài lòng Kiev và phương Tây nếu họ cảm thấy chi phí chiến đấu quá cao. Và bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột để toàn bộ hoặc một phần Ukraine tồn tại và thịnh vượng đều cần những đảm bảo an ninh nhất định. Trong 3 tháng tại nhiệm còn lại, Tổng thống Joe Biden và các đồng minh châu Âu sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Mục tiêu là đưa Kiev vào vị thế mạnh nhất có thể trước nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump hoặc tạo dựng nền tảng cho bà Kamala Harris nếu bà giành chiến thắng. Trong bối cảnh cuộc chiến tại Donbass diễn ra căng thẳng, Ukraine đang áp dụng một chiến lược quân sự mới nhằm tối đa hóa tổn thất của lực lượng Nga, trong khi vẫn đảm bảo lực lượng của mình. Theo tờ New York Times ngày 6 tháng 10, chiến thuật này được gọi là dựa dây, khiến quân đội Nga kiệt sức thông qua các cuộc tấn công liên tục, trong khi Ukraine thực hiện những cuộc rút lui có tính toán. New York Times lưu ý rằng hiện Ukraine đã mất quyền kiểm soát một số thành phố quan trọng ở Donbass
vào năm 2024. Với các trận chiến kéo dài dẫn đến thất thủ ở Marinka, Adiivka và gần đây là Vuleda. Mặc dù nhượng bộ về lãnh thổ, các chỉ huy Ukraine khẳng định các cuộc chiến đã bước vào giai đoạn tiêu hao. Theo họ, yếu tố quyết định không phải là quyền kiểm soát lãnh thổ mà là mức độ tổn thất mà cả hai bên phải gánh chịu. Alexander Solonko, thành viên của tiểu đoàn thiết bị bay không người lái UAV số 411 của Ukraine, nhấn mạnh rằng quân đội nước này sẽ rút lui khỏi các thị trấn đang bị tấn công sau khi đã gây thiệt hại lớn nhất có thể cho đối phương. Mặc dù phải chịu tổn thất lớn, Nga vẫn tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng pháo binh, UAV và xe tăng. Ngược lại, Ukraine với nguồn lực hạn chế đang nỗ lực gây tiêu hao tối đa cho đối thủ trước khi rút lui nhằm bảo toàn lực lượng. Theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng nhất trong cuộc chiến hiện tại là vấn đề tiêu hao và tổn thất, chứ không phải là quyền kiểm soát từng thị trấn. Các quan chức Ukraine và phương Tây cho rằng Nga đang gặp khó khăn lớn về nhân lực và xe bọc thép. Trong khi đó, Ukraine cũng đang dần thu hẹp khoảng cách trong việc sử dụng pháo binh nhờ sự huy động và hỗ trợ từ các nước phương Tây. Các bạn vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.